Đọc tâm thuật, thần y, sản văn, mã giáp, ngược tra, thật giả thiên kim, lưỡng năm tinh kiếp trước bị thế nhân coi là cỏ rác, bị người hãm hại què chân, thay vị hôn thê của thường thắng hầu làm con tin, chết dưới mũi tên của mình, vả lại là vạn tiễn xuyên tâm, sau khi sống lại, nguyện vọng lớn nhất của nàng chính là thoát khỏi phủ thường thắng hầu, sống thật tốt. Ngay từ đầu nàng cho rằng ngoan ngoãn cầu một chút đại tướng quân thường thắng hầu, liền có thể đạt được mong muốn, nào biết thường thắng hầu cùng kiếp trước không giống nhau không bao giờ đối với nàng lạnh lùng coi thường, không chỉ không cho nàng rời đi, còn thường thường tới tìm nàng. Nói chuyện phím Nàng thay đổi sách lược, quyết định làm một ít để thường thắng hầu chán ghét sự tình, thành lập một cái để cho hắn phỉ nhổ nhân thiết, nhưng hắn vẫn không có đá đi nàng. Lại thay đổi chiến lược, cô giết chết chính mình, mới trốn thoát thành công. Đời trước ra khỏi lòng giam chính là chết, đời này chết mới có thể ra khỏi lòng giam, vô cùng chăm chọc ai ngờ thường thắng hầu điên rồi cỏ rác bất tri bất giác đã được coi là chí bảo thường thắng hầu hứa vị trí thiếp thất của ngươi có được không lưỡng nam tin không hiếm lạ mặt em thật to anh quá hèn mọn không chứa nổi thường thắng hầu vậy thì chính thê đi lưỡng nam tin nghĩ hay lắm cuộc chiến hôn nhân này anh đừng nghĩ thắng vận mệnh trêu cợt Lưỡng Nam Tinh vốn là kinh thành đệ nhất đại thế gia tiêu gia đích xuất thiên kim, mới vừa sinh ra lúc bị người hãm hại lưu lạc tới Tây Bắc Hương Giả, thân phận chân thật bị người thay thế, mà thường thắng hậu vị hôn thê chính là vị này đích xuất thiên kim, cho nên kiếp trước, nàng thay giả thiên kim làm con tinh, trở thành biên ngắm. Thù mới hận cũ, nàng cũng không thể quay về phủ thường thắng hậu. Chân thiên kim hồi kinh, bị sở hữu quyền quý xem thường, mà sở hữu quyền quý đều đang chờ mong thần y đến kinh thành du ngoạn cho đến khi phát hiện thần y chính là người các nàng phỉ nhổ, đều hối hận. Chương một Chiến thắng là không thể nào. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 A Đệ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Đánh bại Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Cầu người Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Bạn hầu không có hứng thú Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Bản hầu lại cứu ngươi một lần. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 7 Tên ăn mày Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 8 Vô tình Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 9 Lòng tham không đấy Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 10 Mua bán Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test,